Dạ vâng, em Tùng chào anh em. Thì hôm nay em về một cái combo của hãng Boss. Combo này từ Mỹ về. Mã của nó là cây khoan và cây vít. Cây vít mã của nó là BS41 và cây khoan BS31. Thì cái này nó sử dụng hai cục pin và hai cái máy sạc. Thì sạc điện 120V. Cái này anh em thay 220 rất là dở nha. Tại vì cái 12V mà nó có công suất chỉ có 35W ra thay rất là dở. Chỉ cần cái adapter của cái camera hoặc là adapter 12V thì ok hết. Rồi, thì combo này giá của nó là 3 triệu 8 nha anh em. Giá này chưa bao gồm phí ship và 12V. Rồi, mình test cho anh em xem. Đây là một cái máy này nó sản xuất tại Malaysia, hàng Mỹ về, có CSA. Đây, nó có 20 cái cấp độ trượt để cho anh em bánh nhựa, và pin 2A, pin này cũng sản xuất tại Malaysia luôn. Đây. Rồi, tốc độ của em này thì 350 và từ 0 đến 1.300. Đầu kẹp của nó là đầu kẹp lock autolock 10 ly. Cái hở sau này hàng Mỹ về nó có báo pin trên thân máy, khi mà hết pin thì anh em sạc. Đấy. Rồi. Cái này mình test cho cấp độ trượt. Cái cò này rất là êm nha anh em. Chính hãng từ Mỹ về. Đây. Lên này. Rất là mạnh. Tụt vào tay luôn ha. Rồi. Ok, thì em này là máy khoan 10 đầu 10 autolock. Lock nè anh em. Đây. Rồi. Ok, và máy vặn vít của nó là BS41, hàng Mỹ về, có CSA. Thì tốc độ của em này là từ 0 đến 2.600 vòng trên phút. Đấy, nó là 1/4 có đèn ở trước luôn. Rồi, cái combo này là giá của nó là 3,8 triệu. Em Tùng cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của em. Thì những anh em quan tâm liên hệ 0962 232 180. Thì nó như cái combo này có catalog, hai ba cái catalog và một cái túi xách rất là xinh xắn ha. Rồi, anh em quan tâm liên hệ 0962 232 180.